Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân qua các thời kỳ. Nhiều hộ dân ở huyện Hải Lăng có thu nhập 100 triệu đồng nhờ trồng hoa. Thành phố Đông Hà tập trung chăm lo Tết cho người nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo ba nước Nga, Đức, Pháp hội đàm về vấn đề Ukraine. Tối qua, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu gặp gỡ dấu ấn QTV. Đến dự có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các khán giả và khách mời đã được đồng hành cùng những chương trình tạo được sự quan tâm theo dõi và yêu thích của khán giả xem truyền hình. Ấn tượng nhất trong năm 2014 phải kể đến là chương trình Hướng về Biển Đông được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức vào tháng 5 năm 2014. Từ chương trình này, các tổ chức cá nhân, đơn vị có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 600 triệu đồng hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật trên biển và ngư dân ngày đêm bám biển vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khi đưa ra cái quyết định để đóng góp, chúng tôi nghĩ rằng là góp phần nhỏ bé của mình để cùng với toàn dân thể hiện rằng là đất nước mình là đất nước có tình đoàn kết rất là sâu rộng, đồng thời là thể hiện để các chiến sĩ nơi tiền tuyến tin tưởng rằng là hậu phương rất vững chắc, hậu phương luôn sẵn sàng giúp đỡ tùy tiện. Đối với nông dân, dấu ấn đáng nhớ nhất vẫn là game show Vui cùng nhà nông. Chương trình được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần từ tháng 7 năm 2014 trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Game show Vui cùng nhà nông đã tạo ra một sân chơi sôi động nhưng cũng hết sức bổ ích cho bà con nông dân Quảng Trị, cung cấp những thông tin đa dạng, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, chương trình nối vòng tay nhân ái, chương trình kết nối yêu thương đã kịp thời vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Từ chương trình nối vòng tay nhân ái, mỗi năm đã hỗ trợ hàng ngàn suất quà để người dân được đón Tết cổ truyền ấm áp và ý nghĩa. Từ tháng 10 năm 2014, lãnh đạo đài quyết định chuyển chương trình này thành chương trình kết nối yêu thương để kịp thời hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một cách có hiệu quả nhằm giải quyết một số nhu cầu cơ bản cho các gia đình. Tính đến nay, chương trình kết nối yêu thương đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm với số tiền hơn 160 triệu đồng, đã ủng hộ trực tiếp cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình từ 4 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua chương trình đã khơi dậy sự sẻ chia của các cá nhân tổ chức để chung sức chăm lo cho hoàn cảnh này. Có chương trình, sau khi phát sóng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho nhân vật. Nếu như trước đây, chương trình nối vòng tay nhân ái được tổ chức hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, thì nay, chương trình kết nối yêu thương đã huy động sự đóng góp và hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả, thiết thực hơn đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm, các đoàn viên thanh niên chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cùng một số chi đoàn khác đã đóng góp ngày công để làm một số công trình phần việc giúp các gia đình sửa chữa nhà cửa. Tôi thấy chương trình kết nối yêu thương của Đài Truyền hình Quảng Trị có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc cho người nghèo, nên tôi đã quyết định tài trợ chương trình này. Và tôi cũng mong là đài có nhiều cái chương trình hơn nữa. Chúng vì điều kiện rủi ro trong nhà hai mẹ con đau ổn bây giờ chứ mong sao cho có tiền ai giúp đỡ được chừng nào đó để uống thêm thuốc cho đỡ thôi. Hiện nay, chương trình kết nối yêu thương của đài đang nhận được nhiều đơn thư đề nghị, giới thiệu nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cần được giúp đỡ. Vậy đài rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các đơn vị để Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình khó khăn vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Tại chương trình dấu ấn QTV, lãnh đạo đài cũng đã trích từ nguồn quỹ nội vong thân nhân ái còn lại, trao 210 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, tổng trị giá 105 triệu đồng cho Trung tâm Mái ấm Tình Hồng. Và thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các huyện thị thành phố để chuyển đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị cũng đã trao cho cháu Trương Thị Hoài Giang ở thôn Phan Xá, xã Triều Đài, huyện Triều Phong một suất quà và 5 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ 20 suất quà cho người dân vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ ở các xã Trung Giang, Trung Hải, Triều An, Do Việt và thị trấn Cửa Việt, thị trấn Cửa Tùng với tổng giá trị 100 triệu đồng và 20 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình. Trong không khí mừng Đảng mừng xuân và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Bảo Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Bảo Nguyên đã thông báo về những kết quả mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Hiện nay, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị được đưa vào hoạt động, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi làm việc của cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ thường xuyên quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng để đưa hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo hướng chất lượng, hiệu quả. Các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ cũng đã bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Mỗi một đại biểu trên cương vị công tác của mình, nâng cao bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, phát huy quyền dân chủ, tập trung để ban hành nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của nhân dân. Cũng trong sáng nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong năm qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, tổ chức thành công cả cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri và giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại của công dân. Cùng trong năm 2014, công tác tham mưu, phục vụ giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh được đổi mới, nhờ đó đã khắc phục tình trạng chồng chéo giữa cơ quan giám sát và địa phương đơn vị được giám sát. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trong năm 2015, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nói chung và mỗi cán bộ công chức nói riêng cần bám sát các kế hoạch đề ra, nghiên cứu sâu về các lĩnh vực mà mình đảm nhiệm để nâng cao hơn nữa năng lực, chất lượng công tác tham mưu, kịp thời phát hiện để kiến nghị, đề xuất với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Nhân dịp này, ông Lê Anh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2014. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do đồng chí Trần Ngọc Thuần, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt cán bộ và nhân viên toàn ngành công nghiệp cao su Việt Nam, đồng chí Trần Ngọc Thuần đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đến thăm chúc Tết tỉnh Quảng Trị. Đồng chí mong muốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu, ổn định việc làm cho người lao động. Đồng chí đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quan tâm đến việc hoàn đất cho các xã miền Tây huyện Gio Linh để triển khai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân ở Hải Lăng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng màu sang trồng hoa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt có 15 mô hình trồng hoa với quy mô lớn cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm.
Đây là diện tích đất hơn 1.200 m2 trước đây chuyên trồng cả cây màu của gia đình chị Hồ Thị Giác ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh. Theo chị Giác cho biết, vốn có chút hiểu biết về cách trồng một số loài hoa và qua tham quan học hỏi các mô hình trồng hoa tại Thừa Thiên Huế, nên hai vợ chồng quyết định thuê mảnh đất này để chuyển sang trồng hoa với hy vọng vươn lên thoát nghèo. Qua nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa, gia đình chị đã có đủ tiền mua mảnh đất này trên 100 triệu đồng để chuyên trồng hoa gội vụ quanh năm với thu nhập mỗi năm từ nghề trồng hoa đạt trên 100 triệu đồng. Trước đây gia đình tôi ra đây cũng khó khăn, cũng nằm trong diện thuộc diện hộ nghèo. Cũng nhờ sự quan tâm của địa phương và sự nỗ lực của hai vợ chồng tập trung vào làm hoa về rau màu, thì nay vợ chồng tôi cũng đã thoát nghèo và cũng nuôi con là ăn học ổn định. Nhìn thấy mô hình trồng hoa của gia đình chị Giác mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ nông dân ở các địa phương khác trong huyện đều đến học hỏi và mình dàn đầu tư vốn xây dựng mô hình trồng hoa quy mô lớn từ 3 đến 4 sao trở lên để bán Tết và trồng vụ. Đặc biệt, có hộ còn đầu tư trên 1.000 chậu hoa để bán Tết. Theo các hộ trồng hoa cho biết, số lượng lớn hoa trồng ra được khách hàng đến mua với số lượng lớn, nên mức thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và trồng màu. Đặc biệt, ngoài các hộ đầu tư trồng hoa quy mô lớn, thì cũng có nhiều hộ tận dụng đất vườn để chuyển qua trồng hoa nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Gia đình tôi cũng thử nghiệm năm nay là cũng năm thứ ba rồi. Đó, thì trong này diện tích với 160 m2, thì có nghĩa là cảm thấy trồng hoa đây thì trừ chi phí xong, thì trên 160 m2 thì cảm thấy là thu nhập cũng có hiệu quả kinh tế, là trừ chi phí xong thì cũng đạt được là 10 triệu đồng. Được biết hiện nay trong toàn huyện Hải Lăng có 15 hộ trồng hoa quy mô lớn, ngoài ra còn có hàng chục hộ đang chuyển đổi từ đất trồng màu sang tận dụng đất vườn để trồng hoa cho thu nhập khá. Có thể thấy, nhờ việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ trồng màu sang trồng hoa đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo vươn lên làm ăn khá giả. Hiện nay các địa phương trong huyện Hải Lăng cũng đã khuyến khích vận động bà con nông dân đầu tư phát triển mô hình này. Trong những ngày này, Ban vận động ngày vì người nghèo thành phố Đông Hà đã tích cực vận động các nhà hảo tâm nhằm chăm lo cho người nghèo. Khi Tết Ất Mùi đã cận kề, Ban vận động cũng đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng để người nghèo trên địa bàn đón tiếp tươm tất hơn. Đây là không khí trao quà Tết cho người nghèo trong chương trình Ngày hội xuân từ thiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà phối hợp với đơn vị doanh nghiệp tổ chức. Tại đây đã có 150 người nghèo, người già, neo đơn, người khuyết tật được nhận quà trị giá 300.000 đồng một suất, gồm tiền mặt và gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường. Qua cái món quà của tổ chức là trao cho gia đình tôi thì tôi rất xúc động, là cũng bớt một phần khó khăn cho gia đình. Hiện nay Đông Hà còn hơn 850 hộ nghèo và hơn 2.000 hộ cận nghèo. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hơn 400 xuất quà với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng và tổ chức trao cho người nghèo qua chương trình Tết cho người nghèo, đồng thời phân về cho các phường hơn 400 xuất quà để tổ chức trao cho người nghèo tại địa bàn. Mỗi phần quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau ngày 13 tháng 2, tức ngày 25 tháng 1 âm lịch, Mặt trận thành phố sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình công tác chăm lo cho hộ nghèo tại các phường, khu phố, đảm bảo các hộ nằm trong diện hỗ trợ đều được tiếp nhận quà và tiền. Như vậy là Tết đã đến với từng hộ nghèo ở trên địa bàn của thành phố, và cái việc chăm lo Tết cho người nghèo là một hoạt động thể hiện được cái sự quan tâm người nghèo của Đảng, Nhà nước chúng ta đối với cái hộ nghèo không ở trên địa bàn thành phố. Có làm sao cho một hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo là một phần trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo của Mặt trận đã giúp người nghèo trên địa bàn hòa chung vào không khí nhộn nhịp đón Tết đầm ấm với một niềm tin vững vàng hơn trong năm mới này. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang cận kề. Việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách đang được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai với nhiều hình thức thiết thực và ý nghĩa. Đến thời điểm này, đã có trên 4 tỷ đồng đã được huy động để chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong toàn tỉnh.
Tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng, tương đương với gần 6.000 suất quà và trao đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh, trị giá mỗi món quà từ 3 đến 500.000 đồng. Tuy không nhiều nhưng mang nặng tình cảm, tấm lòng sẻ chia của cấp ủy Đảng, chính quyền và bà con nhân dân, những tấm lòng hảo tâm nhân ái để góp phần mang đến cái Tết thật đầm ấm và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Hiện nay các tổ chức chính trị xã hội như cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân các cấp trong tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp cũng đang huy động các nguồn đóng góp để chăm lo Tết cho người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sáng nay Đại tá Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy công an tỉnh qua các thời kỳ. Tại những nơi đến thăm, Đại tá Vũ Chiến Thắng bày tỏ sự biết ơn và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy công an tỉnh qua các thời kỳ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc và công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua. Đại tá Vũ Chiến Thắng cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ những đồng chí thuộc thế hệ công an đi trước để cùng với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Nhằm đảm bảo không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn tiến hành cấp phát kịp thời gạo cứu trợ của chính phủ đến tận tay người dân. Trong đợt này, toàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ gần 20 tấn gạo. Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, huyện đã phân bổ cho các xã thị trấn. Theo đó có 1.322 khẩu được hỗ trợ với mức 15 kg một người. Đối tượng được cấp gạo cứu trợ lần này là những hộ nghèo không có nguồn thu nhập để mua lương thực trong thời kỳ chạp hạt. Trong đó ưu tiên những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như già yếu, neo đơn, bệnh tật dài ngày, tai nạn rủi ro, gia đình có người tàn tật. Chủ trương của huyện là không chia bình quân mà phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và dân chủ. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương đã cấp về cho tỉnh Quảng Trị trên 600 tấn gạo để hỗ trợ cho người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, toàn bộ số gạo trên đã được chuyển về tận các địa phương để tiến hành rà soát và cấp phát cho nhân dân. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc gặp được mong chờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua 6 tháng 2 đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào. Tuy nhiên, cả ba nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức đã nhất trí cùng soạn thảo một văn kiện chung về việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk và sẽ tiếp tục thảo luận qua điện thoại về vấn đề này. Trước khi tới Nga, các nhà lãnh đạo Đức và Pháp cũng đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy bước đột phá giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu xem xét các biện pháp trừng phạt tài chính mới nhằm vào Nga vào tuần trước. Chuyến công du của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho thấy châu Âu đang bước vào giai đoạn nước rút cho một giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm cứu vãn tình hình miền đông Ukraine giữa lúc đạn pháo vẫn liên tục oanh tạc khu vực này mỗi ngày. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm nay 7 tháng 2 đã nhấn mạnh quyết tâm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga xung quanh chủ quyền tại nhóm đảo mà Nhật Bản gọi tên là vùng lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là Kuril. Phần lãnh thổ phía Bắc hay nhóm đảo Kuril là một phần của chuỗi các đảo kéo dài từ đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản tới bán đảo Kamchatka miền đông nước Nga. Vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp được cho là có nguồn tài nguyên đánh bắt cá dồi dào. Ngày nay, gần 17.000 cư dân, hầu hết là người Nga, đang sinh sống tại đây. Việc Nhật Bản và Nga chưa thể ký kết một hiệp định hòa bình cũng là do những tồn tại trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này. Trong một tuyên bố đăng tải trên các trang mạng của những phần tử thành chiến vào ngày hôm qua 6 tháng 2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tuyên bố một nữ con tin người Mỹ có tên Kayla Mueller đã thiệt mạng sau một cuộc oanh kích của máy bay Jordan ở Raqqa, thủ phủ tự xưng của nhóm phiến quân này ở Syria. Tuy nhiên, IS không đưa ra bất kỳ hình ảnh nào về thi thể nạn nhân và hiện chưa có kiểm chứng độc lập về cái chết của nữ con tin này. Trong khi đó, cùng ngày, Mỹ tuyên bố chưa có bằng chứng gì cho thấy nữ con tin người Mỹ bị IS bắt cóc đã bị chết trong đợt không kích của máy bay Jordan tại Syria.
Trước đó, Jordan, một trong các quốc gia Ả Rập tham gia liên quân do Mỹ khởi xướng chống IS, đã cam kết sẽ giáng trả những đòn mạnh mẽ vào IS sau khi tổ chức này công bố một đoạn video ghê rợn về việc chúng đã thiêu chết viên phi công người Jordan, Khashoggi. Nhà chức trách Mexico vừa cho biết cảnh sát nước này đã tìm thấy 61 thi thể trong một lò hỏa táng bỏ hoang ở khu nghỉ dưỡng Acapulco trên Thái Bình Dương. Chính quyền bang Guerrero hiện đang tiến hành xác minh có bao nhiêu trẻ em, phụ nữ và đàn ông, tuy nhiên không cho biết thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết của những người này. Khu vực Acapulco đã phải hứng chịu tình trạng bạo lực của các băng đảng ma túy, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu những thi thể trên có phải là những nạn nhân bị sát hại hoặc là những tử thi bị bỏ quên ở đó khi lò hỏa thiêu này đóng cửa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.